Như tôi mua hơi thừa quả đấy rồi, không sao cả, quả này vẫn chiến được. Để tôi đi móc bên dưới này, thể đéo là chẳng có thằng nó đi bên cạnh bên này, ít nhiều thế nào chẳng có thằng nó đi bên cạnh bên này luôn. Móc bên này xem có ông nào đấy, có kìa, cẩn thận đến gốc cây bên này nó móc. Ê, thò đầu lên, thò đầu lên này, thò cái đầu này lên này, thò cái đầu, bố láo này, bố láo với tao này, nhờn với chó, chó lấy mắt chút nữa đi. Cả nhà tôi đã ăn hết trận này luôn ạ. Ô thằng này ra nó không có súng siết thế này, nó có một khẩu này. Không lên trên này xem có gì không, tìm nó có một thằng thôi bên này này. Quad kill đại đái, ăn quad kill luôn, 8 kill, 3-2 rồi. Trận này mà thắng là thắng luôn này, còn trận này mà thua là cũng quả luôn đấy. Bộ skill hình như mình có mỗi một bộ đúng không? À đâu, bộ này bộ hồi phục, mình có mỗi bộ à. Hello, nick này trận này toàn nick VIP đi chứ. Ai qua cu tí này. Ui thằng này nó có mấy khẩu nick này VIP thế, mẹ toàn súng xịn luôn này, phải đấy, làm súng xịn thế. Ôi, trận này bọn nó đi bên này rồi, trận này bọn nó đi hết bên này thì móc 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 thẳng xuống dưới này là ngon lành hơn này. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận đấy. Gạt luôn này đi, giết luôn, không để bọn này nó đẻ trứng được. Rồi tem nó tử vong 2 thằng rồi, còn 2 thằng nữa thôi mà. Cố lên anh em, làm được. Có thằng chết, nó đéo chết này. Nó đéo ở trong này à? Nãy tôi cứ tưởng là ở trong này cơ. Đây nó, đây nó, đây nó, đây. Thì thấy cả viên cả băng cuối cùng cũng chết mà. Hết mẹ, phải sửa chữa tiếp. Đâu rồi, còn một thằng nữa thôi. Trời ơi, tôi phải làm hết ở cả ông. Mẹ à, làm 9 kill, 10 kill hay sao ấy. Trận này tôi phải làm 11 kill luôn cơ ông ạ, xong nhiệm vụ luôn. Chơi một trận làm xong nhiệm vụ luôn, chất vậy đấy. Cái là sự kiện này, phá băng rình quà này, làm quả mẹ này. Nhiệm vụ đây rồi, hạ gục 10 mạng rồi rồi. Bây giờ chơi sinh tồn này, bỏ ra từ chiến xếp hạng một trận này. Quay luôn như còn gì nữa. Anh em mình quay đủ lượt thì để lấy cái phá băng này này. Mẹ chứ không thì vỡ mặt. Khó phải đái ra. Trong đây nó cái này nó cập nhật nó cứ bị lác lác sao anh em. Mẹ quay xong nó đéo cập nhật luôn, đây nó kiểu bị lác lác, có khi đến hôm sau nó mới cập nhật. Cái gì vậy, được có 100 búa này. Đấy nó đéo cập nhật vào này, đấy các bạn vừa quay 100 búa đéo cập nhật vào luôn này. What? Game đéo gì, cái này nó lỗi vãi đái ra. Thề với ông cái này lỗi thật sự luôn đấy. Đây nó đéo cập nhật vào trong này đâu. Vừa quay được đấy, vừa quay được mấy trăm đấy. Quay 20 lần này. Bây giờ chỉ còn trông mong vào tử chiến xếp hạng hoặc là sinh tồn xếp hạng chơi một trận nữa thì. Đâu tôi thử vào tôi tìm trận là xem nào. Mẹ, đây này, tìm trận khó với đấy. Tìm hoài đéo có trận luôn á. Nó bắt buộc phải anh em phải chơi thắng cơ mới được. Mấy cái này tôi làm gần hết rồi đây này các ông này. Đăng nhập hàng ngày này. Đéo ấy được luôn. Đéo di chuyển được này. Đéo được cái gì. Game này lại lỗi rồi. Đây đéo di chuyển được vào bên trong này là đâu này. Ô có trận luôn này. Vậy nồi lâu lắm rồi tôi mới có trận nó tìm nhanh như này. Bình thường tôi tìm vỡ mặt ra không có luôn.
Rồi bắn con này đi bạn. Như tuần bot hay sao á. Nhìn như này là thấy tuần bot rồi không ạ? Để tôi xem thằng nào nào. Có thằng nào đây không? Thử nghiêm. Để nghiêm cho anh. Bắn vào đầu này đấy, bắn vào đầu. Ui, cậu này bắn vào đầu 200 máu cơ ạ. Khỏe nhỉ. Bắn full đầu luôn đâu. Đấy, bắn full đầu không biết. Bắn cái này nhờ vừa nhảy vừa bắn này nó có dễ bắn vào đầu không nhỉ? Tôi nghĩ là có. Phải đeo cái tai phone mà nó mới dễ nghe được không ạ? Không đeo tai phone mà nó bắn được. Đeo tai phone thì anh em sẽ nghe được tiếng này, nghe được cái bước chúng nó di chuyển để em có thể đoán trận này khả năng tôi sẽ nhảy ở thành phố biển đấy. Sao không bích chuột đứng này? Mà nó chơi giả lập lắm, lúc nó cứ bị lỗi này các bạn. Đéo biết phải làm sao nữa. Bây giờ còn đéo tắt được đi này. Bố này nữa lạc đéo chịu được. Đéo đóng được luôn này. Ê, vậy lìn như nó lag. Cái game này nó vậy, các bạn chơi bằng điện thoại thì không nói, nhưng mà như tôi chơi bằng giả lập này, này thì nó cứ thi thoảng là cứ bị lỗi chuột với lỗi nút ấy. Đổi thứ nhất là bị, thứ nhất là di chuyển lắm lúc nó bị dắt nút, thứ hai là nó bị súng ấy. Thi thoảng các bạn đổi súng là các bạn bị dắt không đổi được súng, với đổi sang bông keo các thứ ấy đéo đổi được. Trời ơi sao lại nhảy kiểu này máy. Ô, có cái hòm gì kìa các bạn kìa. Nhặt hòm luôn. Tôi thấy hiện tại như có vẻ là sao trận này cũng có 32 người rồi nhỉ. Chả biết sao lại có 32 người thôi này. Mũ ba luôn này, ngon này. Shotgun này, các thứ này. Ui, trận này làm shotgun đấy nhỉ. Khả năng kiếm cái chip mua nâng cấp lấy full ấy cũng được mà. Ngon đấy. Để tôi vào tôi mua lấy cái chip, tôi nâng cấp cái chip lên. Ôi, tay cầm level 3 luôn này. Nặng level 3 luôn. Tôi vừa nãy tôi đi qua tôi thấy khá nhiều xu ấy. Trận này hoàn toàn có thể kiếm xu để nâng cấp lên M451Z biết để bắn cho nó dễ. Ta có nhặt đéo đâu mà mày tự động nhặt là. Là vô duyên và đáng game này. Khu này thì có vẻ không có người rồi. Mình vừa lút qua một vòng thì không thấy có người đâu. Tha hồ mà lút, tha hồ mà. Bây giờ kiếm đâu ra cái giáp ba nữa thì ngon đấy, đỡ phải mua nhiều xu nhỉ. Được, trận này khá nhiều xu đấy. Bắn tha hồ luôn này. Nhưng mà chưa có ba lô không ơi. Bây giờ quan trọng là có ba lô nữa chứ. Không có ba lô thì bắn làm sao được. Mẹ vứt đi xong lại nhặt lại. Giờ hơi. Ui mẹ mày tay cầm level 3 luôn này. Tôi gần full phụ kiện 3 luôn rồi đấy. Nhặt luôn cái lưỡi hái cho nó vui. Tí nữa lại nhặt cái kia nữa. Mất thời gian cho bọn này lắm. Ừ đây tôi cũng đang ba lô 2 rồi đấy. Khá nhiều xu rồi nha bạn. Nòng level mấy đây? Nòng level 1. Lựu đạn này. Tay súng level 2 cũng có rồi. Không cần nữa. Khả năng cứ phải nhặt đi, tốt nhất là nên nhặt. Nhặt cái tên lay level 2 này cho nó. Có khi tôi phải vứt bớt đạn số găn đi. Nhiều đạn số găn lại đáy. Bom keo à. Bom keo thì vứt vứt bớt cái đạn thủ liên đi. Bom keo là được. Thôi, rồi bây giờ trước mắt thì lên phải lên trên kia. Tôi phải lên trên kia để tôi lút nốt cái thế này đã. Này, máu này đạn súng bắn tỉa này. Nhiều phết nhờ. Hít bớt mấy cái này đi cho nó đỡ tốn diện tích. Mấy cái này nó không sụt mà. M451Z với cái deck gì. Này, sốc văn này, các thứ này. Vứt hết đạn tiểu liên này đi. Nhặt đạn sốc văn thôi. Ok rồi này, hợp lý hơn rồi đấy. Đây là kiếm đâu ra cái xu nữa nhỉ.
Để tôi up nốt cái này lên level 8.